À, xin chào bà con đang xem video. Hôm nay mình sẽ đem đến cho bà con một cái sản phẩm, đó là một cái ổ cứng HDD thôi. Cái sản phẩm này mình mua trên Tiki, cái giá là khoảng 870 ngàn á. Bà con có thể thấy đây ha, có chữ Tiki.vn đây. Thì thông số của nó là, đây là ổ CZ của cái tên là Barracuda. Ổ này ổ 1T, 64M và 3.5. Nó được sản xuất vào 23 tháng 11 2021 đây, do công ty trách nhiệm thương mại hữu hạn quốc tế Thủy Linh. Tại sao mình lại làm cái video nói về cái mẫu này, không phải là mình bán hàng hay gì, mà là mình thường mua những cái mẫu này nè, để ráp vào đầu ghi camera cho khách hàng á, và mình thấy sử dụng khá là ok vì tốc độ đọc nó rất là cao. Cái mẫu này thương hiệu là Mỹ nhưng mà xuất xứ ở Trung Quốc, và tốc độ đọc rất là cao đúng không? Thì nhờ vào tốc độ đọc cao thì nó mới có thể truy xuất dữ liệu nhanh được và truyền dẫn rất là tốt, thì và sẽ bền hơn tuổi thọ với cái việc mà cho đầu ghi camera chúng ta thường xuyên ghi đè và xóa đó. Tốc độ đọc ghi tối đa của nó là 180m trên 1 giây và nó hỗ trợ rất là nhiều công nghệ như là multi-tier caching. Cái công nghệ này thì theo mình tìm hiểu thì nó ghi là có chức năng cung cấp cải thiện tốc độ ghi, đọc, ghi dữ liệu với lượng lớn mà vẫn đảm bảo sự ổn định cho cái thiết bị, đồng thời tiết kiệm điện năng. Thì nên những cái thông số này thì mình không khe lắm, quan trọng là mình sử dụng và mình thấy nó ok nên mình giới thiệu cho bà con biết thôi. Để nếu mà chúng ta có ráp cái ổ mua cái ổ cứng để mà thay cho đầu ghi camera chúng ta thì đây là một sản phẩm đáng để lựa chọn. Nó có thêm một cái công nghệ là xóa dữ liệu nhanh chóng và an toàn, xóa sạch tất cả các dấu vết và thông tin liên quan đến dữ liệu xóa bằng cách chia nhỏ tập tin, khiến chúng không bao giờ khôi phục lại được. Đây là những cái thông số chính của cái mẫu này. Sẵn ngày hôm nay là mình làm cái gắn nó vào cái đầu ghi KB này nên mình mới làm cái video luôn để mà giới thiệu cho bà con biết một sản phẩm tốt và một giá tốt dành cho bà con nào mà muốn ráp đầu ghi, có thể lựa chọn một cái mẫu ổ cứng HDD như thế này để tuổi thọ nó có thể sử dụng được bền hơn, chứ không chúng ta lựa không đúng thì cái tốc độ đọc của nó thấp thì thời gian cái ổ cứng nó sẽ mau chết và chúng ta phải thay, phải tốn tiền lần nữa. Và cái việc mà ráp cái ổ cứng vào trong cái đầu ghi hình rất là dễ, bà con chỉ gỡ cái máy ngóc ra và mở cái nắp này lên. Và sau đó chúng ta sẽ, đây, chúng ta chỉ cần cắm những cái jack này vào đúng với cái vị trí nó là xong, và bắt bốn con ốc chính là đây ha. Rồi mình sẽ làm cái thao tác này luôn. Bà con nhớ cái mấy cái jack này, jack SATA này nè, cấp nguồn cho nó nè. Nó có sẵn hết rồi, chúng ta chỉ cắm vào thôi. Để đúng khớp rồi ấn cái cắm vào. Đấy, chỉ cái vậy là xong rồi nè. Rất là nhanh, ai cũng có thể làm được hết rồi. Chị em phụ nữ cũng làm được nữa, nó chỉ là các anh thanh niên đó. Sau đó chúng ta đắp nó lên đây và siết bốn con ốc ở dưới này lại. Đây, bà con có thể thấy là bốn cái khe ốc đã được vào bốn cái lỗ này rồi. À, chúng ta chỉ siết bốn ốc này lại nữa là xong, và sau đó chúng ta đóng nó lại. Rồi, video này mình chủ yếu là muốn giới thiệu cho bà con một cái sản phẩm ổ cứng HDD chuyên dùng để cho camera rất là tốt nhờ cái tốc độ ghi đọc cao và có thương hiệu. Rồi, cảm ơn bà con đã xem video, hẹn gặp lại bà con video tiếp theo.